Tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu tiếp về cái phân phối gọi là phân phối siêu bội. Phân phối siêu bội này thì mình còn gọi là cái phân phối siêu hình học ha. Siêu hình học. Thì cái phân phối này đó thì biến ngẫu nhiên x mà nó có phân phối này đó thì mình nói là nó có tham số. Biến ngẫu nhiên x thì gọi là có phân phối siêu bội với tham số n lớn, t, n nhỏ. Ha, gồm có 3 tham số n lớn, t, n nhỏ. Và n lớn, t, n nhỏ này đều là các số nguyên dương các em, nguyên dương. Đấy, thì cái miền giá trị của nó là nó phải là cái số nguyên. Miền giá trị của x nó phải là số nguyên. Chưa? Miền giá trị của x nó phải là số nguyên và đồng thời là gì? À, cái giá trị này nó phải nhỏ hơn cái min của t và n nhỏ. Nhỏ hơn cái min của t và n nhỏ và nó có thể lớn lớn hơn bằng 0. À, tức là nó sẽ từ cái mắc của 0 với cái số này. Cái số này là n nhỏ trừ n lớn cộng t không? Đấy, giữa hai cái số này mình nếu mà cái nào mắc đó, thì cái k đó, cái số nào lớn nhất đó, thì mình lấy k là từ cái giá trị đó đến cái min của t là nhỏ này. Và cái xác suất x bằng k. Xác suất x bằng k nó sẽ là số tổ hợp chập k của t. T là cái số trên đây này. Rồi nhân cho số tổ hợp chập n trừ k của n lớn trừ t và chia cho số tổ hợp chập n nhỏ của n lớn. À, k ở đây thì nó phải chạy ở trong cái miền miền giá trị của x mới được ha. Đấy. Và mình ký hiệu là x dấu ngã h n lớn t n nhỏ. Thì cái mô hình của cái phân phối này đó thì thầy cung cấp cho các em là ví dụ như trong cái thùng của mình đó là nó có n lớn sản phẩm. Và trong đây nó có t sản phẩm tốt. Như vậy thì nó còn lại là n trừ t không? Sản phẩm không tốt. Đấy. Bây giờ từ cái thùng hàng này mình lấy ra n sản phẩm. Thì n này đó, mình chia ra là x tốt. Và còn phần còn lại là n trừ x không tốt. À, tức là bây giờ mình tính xác suất x bằng k. X bằng k có nghĩa là trong n sản phẩm này lấy ra nó có đúng k sản phẩm tốt. Mà k sản phẩm tốt thì em sẽ lấy trong số t sản phẩm tốt này đúng không? Thì nó sẽ là CKT. Đấy. Còn lại là nó phải là n trừ k, n nhỏ trừ k, n nhỏ trừ k sản phẩm không tốt mà mình sẽ lấy trong số n lớn trừ t sản phẩm không tốt này. Đấy. Cho nên là số cách lấy nó sẽ là CN nhỏ trừ k n lớn trừ t. Và tổng số cái cách lấy mà ra n nhỏ sản phẩm này đó là nó sẽ là CNK n lớn n nhỏ của n lớn không? Đấy. Và k này nó thuộc cái miền giá trị của x ha. Đấy. Đấy thì ở đây là mình giải thích cho cái công thức này. Thì cái mô hình này nó khá quen thuộc với các em. Đấy. À, ví dụ như ở đây mình xét cái biến ngẫu nhiên x mà nó có phân phối siêu hình học hay là siêu bội với n lớn, t, n nhỏ như sau. N lớn này là bằng 18 nè, t bằng 6 và n nhỏ bằng bằng 5. Thì trước tiên là mình đi xác định cái miền giá trị của nó trước. Miền giá trị của nó thì bây giờ mình xác định cái min min của t và n nhỏ nó ra cái gì? Đấy, thì ở đây t của mình là 6, n nhỏ bằng 5, vậy thì min của nó bằng 5. Thấy không? Đấy, rồi bây giờ mình đi xác định tiếp là cái gì? Cái n trừ n lớn cộng t. Đó. Thì mình có là n n trừ n lớn. Đấy, xin lỗi, n trừ cho n lớn cộng t nó bằng nhiêu nha. Đấy, thì bây giờ mình có n nhỏ là bằng 5 nè. N lớn là trừ là 18 nè. Và cộng cho t tức là cộng cho 6. Thì mình thấy là 6 cộng 5 là nó ra 11, 11 trừ 18 thì nó ra là âm 7. Mà âm 7 này nhỏ nhỏ hơn 0. Cho nên là mà mình lấy cái mắc của cái số 0 với cái số âm 7 này thì nó ra bằng 0. Thấy không? Đấy, nó ra bằng 0 vậy thì là cái miền giá trị của nó đó. Miền giá trị đó là k này nó sẽ từ 0 đến đến 5. Từ 0 đến 5 vậy thì miền giá trị nó là 0 1 2 3 4 5. Đấy, bây giờ mình tiếp tục mình tính cái phân phối xác suất của x nha. Phân phối xác suất của x bằng cách nào? Thì ở đây.
thì mình sẽ nhập cái công thức này vô, nhập cái công thức này vô. Nhưng mà với ở đây thì cái t là n nhỏ n lớn có hết rồi. Vậy thì chỗ này t của mình là mấy đây? T bằng 6, vậy mình bấm là 6 c x rồi nhân cho cái gì? Nhân cho n lớn trừ trừ t. N lớn trừ t thì n lớn của mình là 18 không? T bằng 6 vậy thì còn 12. Vậy thì mình bấm 12. C 12c n nhỏ trừ k đúng không? N nhỏ trừ k thì mình bấm n nhỏ đây của mình là bằng 5 nè. 5 trừ x. Đấy, và chia cho là c c n là nhỏ n lớn c c thì n lớn của mình là bằng 18 không? 18 nè. C5. Đấy thì bây giờ mình đã được cái công thức này, mình nhập công thức này vô máy tính rồi. Bây giờ mình sẽ tính từng cái giá trị cho, hay như là con x bằng 0 nè. Thì nó ra 11 phần 1 119. Tức là nếu mà mình đưa thành số thập phân á thì nó là 0,0924. Thấy không? Rồi tiếp tục mình con giá trị 1. À, thì nó ra gì? À, 0,3466. Tương tự mình con 2 thì nó ra là 0,3851, 3852 làm tròn. Rồi từ con x bằng 3 thì nó 0,1540, 1541 chứ, 1541 làm tròn ha. Rồi tiếp tục mình con giá trị x bằng 4 thì nó ra là 0,0210. Rồi tương tự gì mình con x bằng 5. Mình thấy càng lớn thì cái giá trị nó càng ít xảy ra đúng không? Ít xảy ra. Thì này là 0,7777 nhân 10 mũ trừ 4. Đúng không? Tức là 0,0007. Đấy, thì nhờ cái công thức này và cái máy tính mình sẽ tính được cái phân phối xác suất. Và ở đây mình thấy cái biểu đồ phân phối nè. Đấy, biểu đồ phân phối xác suất của phân biến siêu hình học ha, siêu hình học. À, siêu hình học này là nó có công thức là HA 1865, tức là n lớn bằng 18 và t lớn bằng 6 và n nhỏ bằng 5. Đấy. Thì đối với biến ngẫu nhiên của phân phối siêu hình học đó, thì em ghi nhớ cho thầy là cái kỳ vọng của nó là cũng bằng là gì? N nhân B. Nhưng mà B ở đây thì mình tính theo bằng t chia n nha, t chia n lớn. Đấy. Và cái phương sai thì nó bằng NBQ nhân cho n lớn trừ n nhỏ chia cho n lớn trừ 1. Thì cái phương sai của nó cũng giống như phương sai của phân phối dị thức, nhưng mà ở đây nó nhân thêm cái thừa số này gọi là thừa số điều chỉnh hữu hạn. À, thì tóm lại là cái phân phối siêu hình học á thì em phải nhớ cho thầy là cách xác định miền giá trị của nó nè, rồi á là cái công thức tính xác suất tại một điểm x bằng k mà k trong tầm miền xác định đó, miền giá trị k nằm trong miền giá trị ha. Đấy, và mình phải biết cách để mà tính hoặc là lập cái bảng phân phối xác suất trong trường hợp mà người ta đó cho những cái tham số mà nó hữu hạn như thế này và nhỏ như thế này. Tiếp theo về kỳ vọng phương sai thì em nhớ cho thầy hai ý. Thứ nhất là kỳ vọng nó tính bằng thức nào, n nhân b thì b nó tính như thế nào đó, còn dx thì bằng n nhân bq thì q nó tính như thế nào. Bây giờ mình sẽ sang cái ví dụ. Thì ví dụ 3.7 là một kiện hàng nó có 10 sản phẩm mà trong đó có 3 sản phẩm RA. Lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm, đặt x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm RA trong các sản phẩm lấy ra. Thì yêu cầu lập bảng phân phối xác suất của x là tính EX DX ha. Thì ở đây là ở đây nó đặt tên x rồi. Vậy thì x nó có phân phối siêu hình học với tham số N10. Trong kiện hàng này tổng số là nó có 10 sản phẩm luôn. Đấy. Và trong đó có cái tính chất mình quan tâm đó là tính chất loại A. Đó, loại này có 7. Vậy thì mình xác định được là N bằng 10, N lớn bằng 10. Còn cái T là bằng 7. Đấy. Rồi N nhỏ là như lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm N nhỏ bằng 3.
Vậy thì ở đây là biến ngẫu nhiên có phân phối siêu hình học hay là siêu bội với tham số 10 rồi 7 3 không? Và xác suất x bằng k của mình đó là gì? Bằng số tổ hợp chập k của 7 nhân số tổ hợp chập 3 trừ k của 3 và chia cho số tổ hợp chập 3 của 10. Đó, và bây giờ mình sẽ cũng bấm công thức này vô. Bấm công thức này vô máy tính rồi mình call từng giá trị từ 0 1 2 3 thì mình ra được cái bảng này cái. Ra được cái bảng này. Thấy không? Thì cái bảng này chúng ta tự bấm máy, lúc nãy thầy có bấm thử cho các em một bài rồi đó. Thấy không? Bấm em kiểm tra là cái công thức này. Rồi cái kỳ vọng thì theo công thức của nó là n nhân b đúng không? N nhân b nhưng mà b thì nó bằng t chia cho n lớn. Thấy không? Thì mình thấy là t là bằng 7, n lớn bằng 10 gì 7 phần 10. 7 phần 10 nhân 3 thì 2,1. Này đúng không? Đấy, còn phương sai thì bằng n nhân b và nhân q. Rồi lại nhân thêm là gì? N lớn trừ m chia cho n lớn trừ 1. Thấy không? Thì ở đây mình công thức này. N là bằng 3, b là 7 phần 10, còn q là 3 phần 10 đúng không? N lớn trừ n nhỏ là bằng bằng 7. Rồi n lớn trừ 1 là bằng 9. Đấy, thì mình tính ra được cái phương sai nó là số này. À. Đấy, còn những cái phân phối tiếp những cái ví dụ tiếp theo như 3.8 thì các em tham khảo giùm thầy. À.